Xin chào các bạn. Nhà tên Nhà Minh có lẽ đối với đa số người Việt Nam chỉ có biết là đó là một chính quyền từng có xâm lược Việt Nam hay là triều đại cuối cùng của người Hán. Thật ra, đối với đa số người Trung Quốc à, tại vì giáo dục nhân văn của Trung Quốc tệ lắm à, cho nên họ cũng không biết thật ra Nhà Minh có để lại một bài hộ rất quan trọng đó chính là sự sì hư hồng của Nhà Minh đại diện một lỗ hồng cổ hiếu của văn minh Trung Hoa. Lỗ hồng cổ hiếu này à, chính là tộc tài hoàng đế và trình độ tộc tài hoàng đế của nhà Minh là cao nhất và nghiêm trọng nhất trong các triều đại Trung Hoa. Chính là vì vậy, nhà Minh mới bị nhà Thanh thay thế và gây ra một phong trào phản tơ vào 400 năm trước và rất đáng tiếc ở à, đối với đa số người Trung Quốc à, tại vì không thể tộc hiểu cổ văn cho nên không thể tìm thấy giá trị quan trọng của những tư tầng phản tư. Trong video hôm nay, mình sẽ giải thích tại sao nhà Minh rất tệ và trong video hội viên, mình sẽ giải thích những tư tưởng phản tư. Đầu tiên, xin để mình trình bày các hoàng đế nhà Minh có hoang tưởng như thế nào. Các bạn thấy, cái này là danh sách của các hoàng đế nhà Minh ở có 16 vị. Vì đầu tiên là Vua Hồng à, theo quan điểm hiện tại, Vua Hồng Võ có bệnh hoang à, giống như Stalin thích sát hại công thần. Công thần khai quốc của nhà Minh có 36 vị, trong họ chỉ có gia tộc của 4 vị không có bị thanh trận, có 30.000 người bị sát hại. Vua thứ hai là Kiến Văn là cháu của Vua Hồng Võ chỉ lên ngôi bốn năm thì bị chú mình à vua vĩnh lạc xoán ngôi à cho nên vua thứ ba là vua vĩnh lạc à chính là ông này xâm lược việt nam sau đó là hùng khi và tuyên tự hai ông này rất bình thường à không có chuyện đáng nói sau đó là anh tông à sau khi ông này lên ngôi người mông cổ xâm vào trung quốc ông này bị bắt đi mông cổ à cho nên em trai mình lên ngôi là vua cảnh thái à nhưng sau tám năm anh tông quay trở về trung quốc và tự các thần ủng hộ lên ngôi lại vua cảnh thái bị phế chuẩn. Khi anh Tông ở ngôi ở, à, có trọng dòng thái giam vương chứng, à, để vương chứng thâu tống chính trận. À, để các bạn chú ý, trong nhà mình có nhiều thái giam thâu tống chính trận à, quyền lợi của họ, giống như tế tấn. Sau đó là thành khóa cũng có trọng dòng thái giam uông trận. À, sau đó là Hoàng trị, à, là người bình thần, à, không có chuyện đáng nói. Sau đó là chính tự là một người sống tính ải ở bài xe chưa thích siêu tập công cái con trai xinh đẹp ở cũng có trồng rồng thái giám lưu cẩn sau đó là gia tính ông này không trồng rồng thái giám nhưng rất lấy biến à, không lên chịu không quan tâm quốc sử. để tài thần nghiêm tung thao túng chính trực. sau đó là lông khén à, ông này rất thích chơi mỗi ngày đều có sử dụng thuốc cẩn dưng đi chơi à, chỉ có ở ngôi năm năm khi 35 năm tuổi thì qua đây rồi sau đó là vạn Lịch khi ông này lên ngôi chỉ có tám tuổi à, cho nên để tài thần chân cơ chính chủ trì quốc chính à, khi vua vạn Lịch hai mươi tuổi à, chân cơ chính qua đời vua vạn Lịch tích thân chủ trì quốc chính nhưng chỉ trải qua năm năm ông này thì lấy biến rồi à, không muốn lên chiều cũng không muốn phê duyệt đấu trưng, à, khiến nhiều công tác bị trì trệ cứ lấy biến bốn mươi năm mới qua đời sau đó là thái sơn à, cũng rất thích chơi chỉ lên ngôi ba mươi ngày thì vì sử dụng thuốc cường dương quá độ à cho nên qua đời sau đó là thiên khải à có trùng dùng thái dâm người trung hiển à làm loạn chính trị rất nhiều sau đó là sổ chính khi ông này lên ngôi đã có nhiều sự kiện khởi nghĩa và tấn công của ngày Mắt cũng rất mạnh rồi, cho nên ông này rất đau đầu. Nhưng ông này không có thể ngày hỗ trợ mình, thậm chí sát hại nhiều tài thần và tấn quân. tại vì nghĩ rằng chính là họ không có năng lực hay có tham nhũng mới tạo nên nhiều vấn đề cho mình. khi đó, ngày mà có năng lực chống cờ tấn công của ngày Mắt là viên sổng hoán. Đã thành công chống cờ 8 năm rồi, nhưng vua sổng trinh hoài nghi viên sổng hoán có cấu kệ với ngày Mắt cho nên hạ lệnh tờ hình viên sổng khoán à, kết quả là khiến các tướng quân của viên sổng khoán đầu hàng cho ngày mắt sau đó nhà minh sụp đổ vua sổng Trinh tự sát các bạn thấy trong 16 vị hoàng đế của nhà minh có bốn vị có trùng rộng thái giám làm loạn quốc chính có hai vị vì làm chuyện ấy quá nhiều à, cho nên qua đời rất sớm có hai vị rất lấy biến không muốn xử lý công việc có hai vị thích sát hại tài thần có hai vị xóa ngôi có một vị bị xóa ngôi chỉ có ba vị có thống chí bình thường à, tức là chỉ có ba vị phù hợp với tiêu chuẩn là hoàng đế hợp kệ trong nho giáo. OK, có lẽ sẽ có người nói rằng trồng dòng thái dâm thị diện nhảy lấy biến xoán ngôi vương vương Điều là hiện tượng có xuất hiện trong các triều đại, chỉ là trong nhà Minh chúng là thần xuyên xảy ra nhiều hơn. Có gì đặc biệt? Có đặc biệt, tại vì trước nhà Minh nếu hoàng đế không có tài năng hay không hiện lệnh, à, chúng ta số trường hợp điều sẽ không ảnh hưởng rất lớn, tại vì trước nhà Minh Trung Quốc có đệ tướng, theo ngôn ngữ hiện đại thì ý là có thủ tướng. công nhà Minh là có loại bộ chế độ đệ tướng và đó có ảnh hưởng rất lớn hầu hết tất cả những hành vi rối loạn của hoàng đế nhà Minh đều có thể được lý giải bằng yếu tố này. Có lẽ đối với đa số người, họ sẽ nghĩ rằng ngày xưa hoàng đế là người thống trị, cho nên hoàng đế cũng là người quản lý quốc gia. Thật ra, trên tình hình thực tế, ngoài những hoàng đế khai quốc hay đặc biệt có tài năng, đa số hoàng đế đều là đệ đề, đệ tướng xử lý công việc của quốc gia hàng ngày à, chỉ là khi có sự kiện lớn xảy ra à, ví dụ chiến tranh hay tăng thuê à, hoàng đế mới chủ trì hội nghị nghe ý kiến của các đại thần và đưa ra quyết định quan hệ giữa đệ tướng và hoàng đế tương tự với giám đốc và ông chủ à, đối với nhiều công ty lớn ông chủ sẽ không trực tiếp quản lý công ty mà là thuê giám đốc có tài năng và bản thân mình chỉ sẽ làm quyết định cho những vấn đề quan trọng khi bắt đầu nhà mình có tệ tướng khi hoàng đế đầu tiên ở ngôi à, tức là vua hùng vũ hồ duy dung là tệ tướng hồ duy dung là nguyên lão khai quốc vì có tài năng cho nên từ vua hùng vũ bổ nhiệm làm tệ tướng nhưng sau đó vua hùng vũ thấy hồ duy dung có nhiều thứ không có báo cáo cho mình và tờ quyết định cho nên xử lý hồ duy dung vì tội danh mưu phản và sau đó vua hùng vũ nhưng cơ phế chuyện chế độ tệ tướng thật ra Vua Hồng Vũ là hoàng đế khai quốc, nhưng xuất thân của ông này rất thấp, hình hạ, không có giáo dục, không có văn hóa sau khi làm hoàng đế rồi, không biết văn hóa công tác của chế tổ tệ tấn. Tệ tấn là cung chức phụ trách công việc chính phủ hàng ngày, cho nên chắc chắn có nhiều thứ không kịp báo cáo cho hoàng đế, phải tự quyết định để xử lý kịp thời. Vua Hồng Bố giống như những ông chủ không có văn hóa, bỗng nhiên có tiền làm ông chủ rồi thì luôn luôn không có niềm tin vào giám tộc. Luân, luôn luôn nghĩ rằng à giám đốc coi thân mình à thật ra đó là một tâm lý tự ti à bản thân mình không có văn hóa cho nên tố kỵ những người có tài năng à đúng rồi trong lịch sử việt nam nhà nguyễn cũng có học theo nhà minh loại bỏ chế độ tệ tấn à mình đoán vua gia long à hay là vua minh mệnh à chắc chắn không có nhìn thấy những cuốn sách phản tư vấn đề của nhà minh à nếu họ có nhìn thấy thì sẽ không làm ra quyết định này mà không thông minh lắm ok sau khi nhà minh loại bỏ chế độ tệ tấn rồi thì giống như tình hình là có một công ty loại bỏ chế độ giám đốc thì ý là sao? ý là ông chủ phải tích thân làm giám đốc, tích thân xử lý công việc công ty hàng ngày. À, tương tự như vậy hoàng đế nhà Minh cũng phải tích thân phụ trách công việc của tệ tướng, à, tức là công việc chính phủ hàng ngày. Vua Hồng Võ có thể làm được à? tại vì bản thân Vua Hồng Võ là hoàng đế khai quốc, à, bản thân mình có tài năng. Sau đó là Vua Kiến Văn à chỉ có ở ngôi ba năm à không biết thực sự có tài năng hay không sau đó là vua vĩnh lạc à từng có đi theo người bố à tức là vua hùng bố đi chiến tranh à cũng là một người có tài năng có thể làm được công việc của tể tướng sau đó là hùng hy và tuyên tức à họ không có tài năng nhưng họ có tính kệ bình thần à biết mình không có tài năng à cho nên có dùng dùng mấy nhau gì có tài năng luôn luôn nghe theo ý kiến của họ đúng rồi à khi nhà lê được xây dựng vua tuyên tức chính là nghe theo ý kiến của tài thật cho nên quyết định không tư quân đến nhà lê nữa sau đó là chính thống ông này là hoàng đế đầu tiên trọng dụng thái giám vương chứng để vương chứng thâu đồng chính trận vương chứng vốn làm công trận, ti lễ giám. Công chức này là phục trách ghi chép mệnh lệnh của hoàng đế, à, tức là khi hoàng đế tổ tổ chức phải phê duyệt, hoàng đế sẽ không tích thân viết ra câu trả lời của mình, à, tại vì quá mệt mỏi, à, chỉ là nói ra quyết định hay ý tưởng của mình. Ở bên cạnh hoàng đế có một tỷ lễ giám, tức là một thái giám sẽ sắp xếp lại câu nói của hoàng đế và viết ra bài văn, vua chính thống à không phải một người có tài năng à có nhiều trường hợp không biết phải trả lời tố chân như thế nào à cho nên sẽ hỏi ý kiến của thái giám ở bên cạnh mình à tức là vương chứng à sau đó dần dần cũng không muốn đọc tố chân nữa à tại vì quá mệt mỏi à để vương chứng thay thế mình trả lời tố chức cuối cùng làm vương chứng nhưng cơ thâu tổng chính trận tại vì có niềm tin của hoàng đế và những hoàng đế tiếp theo cũng có trùng dòng thái giám à nguyên nhân ở đằng sau điều hoàn toàn giống nhau à, tức là những thái giám có thể thâu túng chính trường điều vị có lập đi lễ dám à, tại vì hoàng đế không có tài năng và lấy biến để thái giám bên cạnh thay thế mình à, xử lý công việc tiếp theo có hai hoàng đế gia tính và văn lệnh à, họ không có trùng dòng thái giám nhưng họ cũng lấy biến à, không muốn mỗi ngày tộc tấu chứng nhưng gia tính thì tốt hơn à, bản thân gia tính là người có tài năng nghe nói IQ của ông ấy rất cao à, nhưng rất lấy biến thích tu luyện trường sinh bất lao nhiều hơn à không thích xử lý công việc chính phủ à cho nên để một đại thần có tên là nghiêm tông thay thế mình xử lý đấu tranh nghiêm tông không phải là thái giám có đỗ tiến sĩ à là người thực sự có khổ văn nhưng cũng có tham nhũng à thật ra ai ai đều có tham dụng vua gia tính cũng biết à sau đó nhà minh có xảy ra nhiều vấn đề gia tính vì muốn xoa dịu sự bất mãn của người ta cho nên đổ tất cả lỗi cho nhiêm tông à, xử lý nhiêm tông không nói ra thật ra là bản thân mình lấy biến không muốn xử lý công việc công văn lý thì ngu hơn à, tuy không có trồng rộng thái giam nhưng cũng không trồng rộng nho sĩ cứ không lên chiều và không trả lời tấu chứng là một ngày mạng dài nhiều lắm cuối cùng hoàng đế cuối cùng của nhà mình là vua sổng trinh ông này thật ra rất siêng năng nhưng bản thân mình không có tài năng à, cũng không có niềm tin vào ai chỉ muốn dựa vào mình đưa ra quyết định có tâm lý tự ti rất nghiêm trọng, luôn luôn hoài nghi các tài thần có lừa đảo mình, sát hại nhiều tài thần, cuối cùng cũng sát hại tài thần mà có năng lực chống cự ngày mai. Khi tờ ra có thể lại lời cuối cùng, mình tuy là thiếu tức hành nhưng cũng muốn có phần mình, vấn đề là các ngày thần khiến mình làm sai công việc. Đến khi tờ ra ông này vẫn không thể chấp nhận mình là một người thiếu tài năng. Và trong video hồi viên, mình sẽ giải thích sau nhà mình những nho sĩ có phản tư như thế nào. Hy vọng có thể các bạn trong video hồi viên. Cảm ơn.